mà thân là người trong cuộc phương trần nhìn lấy ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chính mình triệu nguyên sinh sắc mặt đồng dạng hơi đổi hắn tự nhiên cũng biết người trước mắt cùng đàm ưng quan hệ nghĩ tới đây phương trần tâm tư càng thêm chữ nặng nãi nãi người tổ sư này sẽ không phải thật sự định làm chúng bạo ngược chính mình một trận cho đàm ưng báo thù á nghĩ tới đây phương trần có chút đau răng tôn đàm ban đầu cũng một lấy lớn hiếp nhỏ cái này triệu nguyên sinh cũng một lấy lớn hiếp nhỏ cái này tác phong là nhất mạch tương thừa sao sau đó triệu nguyên sinh thản nhiên nói Phương Trần truyền, đã đạm nhiên bức họa theo chúc phúc, không thể vận dụng, hôm nay, liên từ bàn tạ đến chỉ điểm ngươi. Phương Trần nghiêm mặt nói, đa tạ nguyên sinh tổ sư hậu ái, đệ tử thực sự sợ hãi, vì đệ tử cái này bé nhỏ tu vi, quấy nhiễu tổ sư, phải chăng quá mức không ổn. Không mò ra triệu nguyên sinh có phải hay không đến công báo tư thù hắn, cảm thấy mình còn có thể cứu giúp một chút. Triệu nguyên sinh nghe vậy, tự tiểu phi tiểu nói, sẽ không, lại nói, đệ tử ta đối người khen không dứt miệng, ta chính là vì cái này mới đặc biệt xuất quan tìm ngươi yên tâm ta nhất định sẽ thật tốt chỉ điểm ngươi phương trần hắn cho lăng tu nguyên truyền âm tổ sư mau cầu ta ta cảm giác nguyên sinh tổ sư không có hảo ý lăng tu nguyên một câu liền đánh ra phương trần yên tâm ta thay ngươi nhìn lấy đi đánh đi không chết được hắn mới lời nhắc nói cho phương trần triệu nguyên sinh là hắn tìm đến nếu để cho phương trần biết triệu nguyên sinh cái kia chẳng phải không có ý nghĩa sao phương trần tổ sư không phải ta không tôn kính ngươi chủ yếu là không có ngươi nhìn lấy ta cũng không chết được nhưng đánh là tránh không khỏi à đồng thời nghe nói như thế không ít người cũng nhịn không được nhíu mày đường đường tổ sư có phải hay không quá keo kiệt rồi thật sự công khai ức hiếp phương trần thôi triệu nguyên sinh lúc này lại chậm rãi nói tốt phương chân truyền tới đi vì có thể càng tốt hơn là ngươi thể ngộ kim đan lực lượng tầng thứ bản tạ sẽ đem lực lượng áp chế đến cùng người giống nhau tầng thứ ngươi có thể yên tâm nói xong triệu nguyên sinh một cái lắc mình rơi vào trên lôi đài đồng thời long xài yêu thú biến mất không thấy gì nữa phương trần thấy thế ánh mắt sáng lên lập tức cũng theo một cái lắc mình rơi vào sân đấu võ lên sau đó phương trần nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi tổ sư ngài nói là sự thật sao ngài thật sẽ đem tu vi áp chế đến kim đan lục phẩm tầng thứ sao triệu nguyên sinh đương nhiên là thật nếu ngươi hoài nghi bản tọa có thể cho là mình hạ một đạo tu vi ràng buộc cái này ràng buộc nếu không có cung là đại thừa tu sĩ trợ lực, ta trong vòng nửa canh giờ không giải được. Nói xong, trong hư không xuất hiện từng đạo từng đạo xiềng xích, quấn quanh ở nó trên thân, sau cùng khiến cho bên ngoài thân khí tức cấp tốc hạ xuống, do đại thừa qua trong giấy lát biến thành kim đan lục phẩm. Phương Trần thấy thế, mừng lớn nói, đa tạ tổ sư, gặp Phương Trần vui sướng, vô luận là triệu nguyên sinh vẫn là ngoại tông khách mời đều nhíu mày. Cái này Phương Trần truyền tại cao hơn cái gì? Cái này cũng quá ngây thơ rồi à? Tính là đại thừa đen tu vi áp chế đến giống như người Kim Đan lục phẩm, nhưng lấy nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm, như thế nào ngươi có thể đơn giản chiến thắng? Cái này Phương Trần truyền, khó tránh khỏi có chút quá không biết trời cao đất rộng. Sau đó, Tri Nguyên Sinh đối Phương Trần thưởng thức thiếu đi mấy phần. Hắn tuy nói kinh ngạc tại Phương Trần làm đổ xích tôn thiên thê, nhưng đáy lòng đến cùng là thưởng thức, bằng không, hắn cũng sẽ không cố ý biểu hiện ra một bộ môn tới công báo tư thù, bùng dạ hẹp hòi tổ sư bộ dáng. Hắn làm như thế, sẽ khiến thanh danh của hắn hạ xuống. Nhưng, đối phương Trần có rất nhiều chỗ tốt, bởi vì, kể từ đó, làm cho phương Trần đề cao 12 phần cảnh giác, toàn lực ứng phó cùng mình chiến đấu. Thật tình như thế, mới có thể chân thật trợ giúp phương Trần tăng trưởng chiến đấu kinh nghiệm. Nhưng bây giờ nhìn kỳ biểu hiện, Triệu Nguyên Sinh chỉ cảm thấy hắn tâm tính táo bạo, tạm thời chưa có cường giả phải có chi trầm ổn. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, như thế đại ý phương Trần, thật có thể chiến thắng chuẩn bị sung túc chính mình sao? Được rồi, tuổi trẻ khinh cuồng, có thể tha thứ. Triệu Nguyên Sinh lắc đầu, trong lòng suy nghĩ, sau đó, hắn liền dự định cùng Phương Trần bắt đầu chiến đấu, nói: "Tới đi, Phương Trần truyền, nhưng bản tại nhìn nhìn năng lực của ngươi." Phương Trần đột nhiên nói: "Tổ sư, chậm đã, vì sao?" Triệu Nguyên Sinh sững sờ, đúng lúc này, ao ao, Phương Trần thể nội đột nhiên truyền đến một trận linh khí sôi trào phun trào thanh âm, thấy thế, mọi người ào sững sờ, đây là tại làm gì? Nhưng Triệu Nguyên Sinh sắc mặt lại đột nhiên cứng ngắc lại xuống tới, một giây sau, phương trần khí tức trong chớp mắt tăng vọt trực tiếp đột phá kim đan lục phẩm tầng thứ đi tới kim đan thất phẩm mọi người xích tôn sơn đệ tử cùng trưởng lão mà triệu nguyên sinh sắc mặt lộ ra mấy phần nốt trệ tiêu tử này còn chưa bắt đầu đánh liền tính toán ta Nhìn qua lâm trận đột phá phương trần giờ khắc này tất cả mọi người minh bạch vì sao phương trần vừa mới vui vẻ như vậy gia hỏa này vừa lên đến liền tính toán tổ sư a vừa mới triệu nguyên sinh nói là sẽ đem tu vi áp chế đến cùng phương trần đồng dạng tầng thứ nhưng phương trần nhảy xuống về sau nói của thật làm cho triệu nguyên sinh đen tu vi áp chế đến kim đan lục phẩm tầng thứ triệu nguyên sinh vốn là không có quá để ý bây giờ nhìn lấy phương trần bộ này không chút do dự đột phá bộ dáng hắn mới ý thức tới chính mình chúng chiêu trên thực tế phương trần vừa mới lên biết mình thần tướng khải lại sắp đột phá rồi lại thêm triệu nguyên sinh một bộ muốn đùa bỡn hình dạng của mình hắn mới không được đã ra hạ sách này tính kế đối phương nếu là triệu nguyên sinh mười phần hữu hảo lời nói hắn khẳng định là thẳng thắn bàn giao chính mình muốn đột phá thất phẩm sự thật mà bị gài bấy một chút về sau triệu nguyên sinh chỉ cảm thấy lại mất mặt lại hoang đường không đúng gia hỏa này đột phá đột nhiên như vậy sao làm sao không có chút nào đột phá dấu hiệu hắn không cần hấp thu linh khí sao nào có người là như vậy đột phá liên đại thừa kỳ đều không phát giác điều đó không có khả năng à? không vi phạm tu tiên giới thùng thức a à? sẽ không phải là lăng tu nguyên vụng trộm rời trò quỷ a à? mà nhìn lấy triệu nguyên sinh kia không may dạng lăng tu nguyên nụ cười liền không dừng lại tới qua rốt cục đến phiên khác đại thừa bắt đầu tiếp nhận phương trần hành hạ Phương Trần đột phá thành công sau, lập tức nói ra, xin lỗi, tổ sư, đệ tử Tu Vi có lẽ ra chút vấn đề, chẳng biết tại sao vừa mới không bị khống chế. Hiện tại đệ tử đã chuẩn bị kỹ càng, kính thỉnh tổ sư chỉ điểm. Nghe vậy, Triệu Nguyên sinh mặt không biểu tình, tâm lý đối phương Trần thưởng thức mất đi mấy phần, nhưng đối phương bụi coi trọng nhiều mấy chục phân. Quả nhiên là lệ phục đồ đệ, không thể vớt lờ, liên tổ sư mặt mũi cũng không cho. Triệu Nguyên sinh thản nhiên nói, vậy bắt đầu đi vừa mới nói xong sân đầu võ dâng lên hộ cháo mang cách ngoại dưới lực lượng quấy nhiễu cùng nhìn trộm không cảm ứng được bên trong cụ thể lực lượng tình huống mọi người chỉ có thể dùng mắt thường quan sát tay hộ cháo dâng lên một khắc này mới long ám phủ mang theo đỏ tươi gần đến tia sáng yêu dị đột nhiên theo triệu nguyên sinh sau lưng hung hăng chặt xuống dưới nhìn thấy hư không xuất hiện phủ mọi người không khỏi kinh hô đây là đánh lén cái này chuẩn bị bao lâu à? ơm um, mới long ám phủ trực tiếp chém chúng triệu nguyên sinh cái óc phương trần nhất thời lộ ra dương dương đắc ý thần sắc hắc <laughs> hắc đúng lúc này triệu nguyên sinh hóa thành tầng tầng sóng nước biến mất không thấy gì nữa dương dương đắc ý phương trần thấy thế không khỏi hoảng sợ nói đáng chết là huyễn tượng vừa mới nói xong triệu nguyên sinh trong ném mắt ở sau lưng hắn xuất hiện trong tay một thanh trừng kiếm hung hăng đâm xuống dưới banh chính đang kinh ngạc thốt lên phương trần hoàn toàn không có chú ý tới triệu nguyên sinh cánh tay cháy trực tiếp bị tước mất một khối lớn thịt nhất thời thống khổ nói anh triệu nguyên sinh thấy thế mặt không biểu tình diễn xuất gạt ta nỗ lực để cho ta coi là đắc thủ có thể lý giải nhưng có phải hay không quá sốc nổi rồi quả thật đúng là không sai bị gọt xanh một khối lớn thì phương trần cũng theo chậm dại biến mất không thấy gì nữa cũng là huyễn tượng nhưng huyễn tượng bị băng diệt về sau lộ ra ngoài là một đống lớn màu trắng họa sát vương thấy thế triệu nguyên sinh đồng tử có rụt lại chỉ cảm thấy người đều choáng váng hắn đã sớm biết phương trần am hiểu huyễn thuật cũng liệu đến nơi đây trăm phần trăm là huyễn tượng mà lại huyễn tượng bên trong nhất định có bẫy dập nhưng hắn không nghĩ tới bẫy dập là cái này một cái kim đan kỳ vì sao lại có phản hư kỳ hóa sát vương á một giây sau màu trắng hỏa sát vương trực tiếp nổ tung hóa thanh ngập trời biển lửa nuốt hết triệu nguyên sinh làm phô thiên cái địa hỏa sát tràn ngập toàn bộ phía sau lôi đài mọi người lộ ra kinh ngạc hỏa sát vương kẻ này đến tôi cùng là cái gì thiên tư vì sao có thể luyện hóa vật này chẳng lẽ lại nhục thể của hắn có thể chứa đựng phản hư kỳ lực lượng trùng kích sao Loại này không có thưởng thức sự tình dùng đầu óc suy nghĩ một chút liền biết không thể nào, khẳng định là có đại năng xuất thủ, giúp đó suy yếu hỏa sát vương, sẽ giúp hắn luyện hóa thôi. Có điều, liền xem như dạng này, cũng đủ để khiến người sợ hãi than, của nhiên là chân truyền vô hư sĩ. Phải biết, hỏa sát vương cũng không phải chúc cờ kim đan tu vi có thể đụng đồ vật, mà tại ân kiếm phong. Thời khắc này tiêu thanh ngay tại đỉnh núi, cùng chúng sư huynh sư tỷ cùng một chỗ quan sát phương trần cùng triệu nguyên sinh chiến đấu. Nhìn đến hỏa sát vương toàn diện lúc bộc phát, tiêu thanh đầu tiên là trấn kinh sau đó cũng là sùng bái khiếp sợ của hắn cùng sùng bái nguồn gốc từ tại hắn nhìn ra phương trần thi triển chiêu số thuộc về vạn sát tâm pháp bên trong hỏa sát sát thuật mà nghi đến chính mình có tiêu giao tôn giả chỉ điểm đến bây giờ vẫn không cách nào trôi chảy thi triển hỏa sát sát thuật xem xét lại phương sư huynh thi triển đến như thế tơ lụa loại trình độ này cao hơn chính mình nhiều lắm bất quá chẳng biết tại sao tiêu thanh nhìn đến phương trần thi triển hỏa sát sát thuật về sau Rõ ràng không có khoảng cách cần kiến thức đến phương trần là cụ thể như thế nào thi triển, nhưng trong đầu hắn cũng là không hiểu có một chút cảm ngộ. Phần này cảm ngộ, nhưng hắn phát hiện ngày thường tu luyện lúc gặp phải nan đề vậy mà đều giải quyết dễ dàng. Sau đó, Tiêu Thanh nhìn lấy màu trắng hỏa sát vương, chợt nhớ tới một chuyện, bưng tình đại ngộ cùng Tiêu Giao Tôn giả giao lưu nói, nguyên lai like vạn năm núi lửa hỏa sát vương là bị Phương sư huynh lấy mất, hắn thật lợi hại. Lần trước, Phương Trần tại Tiêu Thành trước mặt chỉ là phô bày vạn sát tấm pháp linh lực, vẫn chưa biểu hiện ra tự thân hỏa sát vương nguyên nhân chính là như thế, tiêu thanh hiện tại mới phát giác, tiêu giao tôn giả nói, vi sư đã sớm đoán được, hôm đó hắn có thể đem hỏa sát châu giao cho người lúc, liền đã chứng minh hắn sư tôn năng lực, tăng thêm mười phương sư huynh thiên tư, lấy cái hỏa sát vương, đương nhiên sẽ không phí cái gì lực khí. sân đầu võ, khi truyền hỏa sát sát thuật phương trần, một cái lắc mình xuất hiện tại bên bờ lôi đài, xuất hiện về sau, phương trần không có chút nào lười miếng, không chút do dự tiếp tục bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân xương đỏ nồng đậm tuôn ra, sau cùng hóa thành một thanh to lớn mở lưỡi phủ nắm xương đỏ chiến phủ, phương trần vận dụng thần tướng dung binh, đem cùng mấy long ám phủ dung hợp lại cùng nhau. trước mặt nhiều người như vậy, phương trần không tiện vận dụng kiếp lực, không cách nào vận dụng kiếp lực, hắn liền không có cách nào giống hiểu sát thủ chảo như thế dây mất triệu nguyên sinh. cho nên hắn dự định trước lấy hòa sát vương cùng thần tướng khải đối phó triệu nguyên sinh. đến mức nhục thân chi lực, hắn dự định trước ẩn tàng một đợt. triệu nguyên sinh đoán chừng không nghĩ tới nhục thể của hắn là trong truyền thuyết thượng cổ thần khu, đợi chút nữa có thể đánh hắn trở tay không kịp. Đương nhiên, dự định mai phục Triệu Nguyên Sinh một tay Phương Trần cũng không biết, Triệu Nguyên Sinh cùng Lăng Tu Nguyên quan hệ rất tốt, cũng biết hắn thủ đoạn cuối cùng là thượng cổ thần khu. Nhìn lấy Phương Trần nổ chúng Triệu Nguyên Sinh về sau, không có chút nào đắc ý, ngược lại càng thêm mừng trọng chuẩn bị thần tướng khải, bốn phía người ào kinh thán. Xem ra bọn họ vừa mới cảm thấy Phương Trần tuổi trẻ khinh cuồng, thật là một cái hiểu lầm. Đây rõ ràng rất cẩn thận à, làm khói bụi tán đi về sau, lộ ra Triệu Nguyên Sinh diện mạo chỉ thấy lúc này triệu nguyên sinh trên thân chính tại điên cùng ăn mòn thiêu đốt linh lực của hắn họa sát vương chính đang chậm rãi dập tắt triệu nguyên sinh nhìn về phía phương trần mặt không chút thay đổi nói ta trước nói cho ngươi bản thân ta sử dụng khắc chế họa sát vương chi pháp không phải đại thừa chi pháp mà chính là kim đan kỳ bí pháp phương trần gặp hắn há mồm nói chuyện vốn là dự định thừa cơ đánh lén nhưng gặp hắn là giải thích liền cưỡng ép đè lại ý nghĩ của mình lần này không phải thật sự luận võ càng không phải là sinh tử đấu muốn là loại thời điểm này còn đánh lén ảnh hưởng không tốt hắn chỉ có thể ngưng trọng nói đúng làm phiền tổ sư phí tâm vậy chúng ta có thể tiếp tục sao tiếp tục triệu nguyên sinh thản nhiên nói vừa mới nói xong phương trần đạp mạnh mặt đất thân hình xèo một tiếng liền xông ra ngoài triệu nguyên sinh nhìn nó quanh thân xương đỏ lượn lờ hai tay bấm niệm pháp quyết từng đạo từng đạo tường lửa bỗng nhiên ầm vang dâng lên nhìn lấy cái này nồng đậm chí cực hỏa diễm phương trần chóng mắt hơi hít không có lựa chọn nạnh kháng mà chính là lập tức ngừng bước chân lập tức đồng thời bấm niệm pháp quyết to lớn nước đoàn từ trên trời giáng xuống đánh tới hướng tường lửa hàn phong thiên ma thủy hệ chi lực cực mạnh thông vệ hàn phong thiên ma phương trần tự nhiên đạt được thủy hệ thuật pháp năng lực mà lại phần này thủy hệ thuật pháp năng lực tuy nói không nổi đỉnh phong nhưng cũng là cực kỳ ưu dị phải biết đây chính là xuất tử độ kiếp kỳ thiên ma chi thủ năng lực nhìn lấy phương trần đơn giản thi triển ra tài nghệ này cực kỳ tinh xào thủy hệ thuật pháp mọi người nhất thời kinh thán nhưng kinh thán đến không nhiều cũng không ai nghị luận so với thần hương truyền âm hóa sát vương hằng ngũ thủy hệ thuật pháp không đáng chú ý mà triệu nguyên sinh khóe miệng có chút câu lên trong mắt lộ ra tán thưởng so với thiên phú hắn càng thấy phương trần tay này tinh xào thủy hệ thuật pháp rất được lòng hắn thiên phú hiếm thấy nhưng nỗ lực càng hiếm thấy hơn phương trần tài nghệ này vừa nhìn liền biết tự mình đã làm nhiều lần khổ công phu nỗ lực thiên kiêu ai có thể không thưởng thức đâu nhưng thưởng thức đồng thời cũng không có ảnh hưởng triệu nguyên sinh ném ra một đống pháp bảo ám khí bắn về phía phương trần hâu hưu hưu đến đến Lam Phương Trần nhìn đến Triệu Nguyên Sinh lấy ra một đống lớn kim đan kỳ phi tiểu lúc, ngay tại thi pháp dập lửa hắn sợ ngay người, hắn vội vàng lách mình bay ngược, đồng thời tâm lý thầm mắng, ta e xét người mụ mụ, nhìn đến kim đan kỳ phi tiêu lúc, Phương Trần lời nói đều nói không nên lời. Triệu Nguyên Sinh nói rõ không thể nào mang theo trong người những vật này, cho nên, rất hiển nhiên, đây là hắn vì chiến thắng chính mình mới chuẩn bị. Nhưng, ngươi một cái đại thừa tổ sư thật đến mức vì đối phó ta, làm đến loại trình độ này sao? Ngươi đây là nhiều hận ta nhưng không thể không nói phương trần lúc này lại rất cảm khái cái này triệu nguyên sinh còn thật là vì cam đoan công bình tuy không dùng vượt qua kim đan kỳ đồ vật à cũng không biết nên mắng hắn hẹp hòi vẫn là khen hắn công bình mà phương trần bay ngược về sau phi tiêu vậy mà như giòi trong xương giống như đuổi theo vẫn là cái theo dõi thảo phương trần thấy thế lập tức dừng bước lại tay trái bấm niệm pháp quyết trục về phía ở ngực kích hoạt tu nguyên giáp hộ thuẫn đồng thời hai đạo thần nguyên bảo hộ cản trước người phanh 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 đến đến một giây sau, tất cả phi tiêu đều nện tới, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Nổ tung đồng thời, Triệu Nguyên Sinh bấm niệm pháp quyết, một cây trường cung xuất hiện tại hắn trước người, ánh sáng ngưng tụ, hóa thành mũi tên, một cổ kim đan lục phẩm khí tức ở tại lên bộc phát ra. Lăng Tu Nguyên truyền âm nói, "Quá mức a, à, hắn có nhiều như vậy pháp bảo sao?" Triệu Nguyên Sinh dựng cung bắn tên, mũi tên bắn ra, như tia điện bình thường bắn trúng phương trần, lại lần nữa dẫn phát kịch liệt nổ tung. Sau đó, Triệu Nguyên Sinh lại lấy ra từng đạo từng đạo kim đan kỳ phù lục, đồng thời nói: thôi đi hắn phủ cùng nội giáp ta xem già đến điều xuất từ tay của ngươi cái này hai kiện đến ta một trăm kiện cút lăng tu nguyên cười hắc hắc lập tức lại nói vậy ngươi đánh trong nghiêm túc như vậy không sợ đệ tử trong tông mà ngươi lòng dạ hẹp hòi tổ sư sao triệu nguyên sinh bắn ra phủ lục về sau chậm chậm nói ta theo tự mình hạ trắng bắt đầu liền đã lòng dạ hẹp hòi lại nói ta không thèm để ý bọn họ đánh giá lăng tu nguyên khẽ gật đầu diễu diễu nói hợp lý thật không hổ là hòa lợi tổ sư thấy thế triệu nguyên sinh lập tức không lại phản ứng đến hắn mà giờ khắc này mọi người cái này cái này triệu nguyên sinh tổ sư thuật lòng dạ hẹp hòi à khương ương y khuôn mặt tái nhợt trí cực rõ ràng tổ sư thuật pháp năng lực liền đã cao hơn phương sư huynh một bậc làm sao đến mức còn muốn dùng nhiều như thế ngoại vật mượn lấy áp chế rõ ràng là đàm ưng đã làm sai trước cái này triệu nguyên sinh lại vì trả thù làm đến loại trình độ này có phải hay không quá phận rồi cái này tính là gì công bình chiến đấu tâm thường kim đan kỳ có thể tùy thân mang theo nhiều như vậy pháp bảo sao cũng chỉ có đại thừa kỳ có thể hào không đau lòng mà chuẩn bị nhiều như vậy à. Yên cảnh xúc động phẫn nộ nói, chúng ta đi gọi kiến tổ sư đâm chết hắn. Cùng lúc đó, Dư Bạch Diễm mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hắn cùng người khác không giống nhau, hắn biết Triệu Nguyên Sinh cũng là hôm đó lăng tu nguyên tại Vân Lam cảnh cùng chính mình nói người kia, cho nên, cho tới nay, Dư Bạch Diễm đều rất yên tâm, cho dù có đàm ơn cái này và xét sự tình phía trước, nhưng hắn cũng chắc chắn cho rằng Triệu Nguyên Sinh không thể nào là đến báo thù Phương Trần. Rốt cuộc, Lăng Tu Nguyên làm sao lại mời một người đến hại Phương Trần đâu? Nhưng bây giờ, Dư Bạch Diếm, Lăng Tổ Sư, Phương Trần cho Đỏ đắc tội ngươi sao? Mọi người ở đây phản ứng khác nhau lúc, Triệu Nguyên Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia mảnh bị nổ tung khói bụi tràn ngập ba phủ địa phương, hắn không có chút cảm giác nào Phương Trần sẽ thụ thương. Thượng cổ thần khu cũng không phải rác rưởi thể chất. Giờ phút này, Triệu Nguyên Sinh trong tay, một đạo cùng tôn đàm không có sai biệt, lại càng cường đại hơn quyền ý chính đang ngưng tụ. Nó đơn bạc dưới hắc bào, hoàn mỹ trí cực cơ bắp đường cong chậm rãi triển lộ. Thân là tôn đàm tổ sư, Triệu Nguyên Sinh tự nhiên là một tên chiến đấu đại sư. Tuy nói cao dài tu sĩ nhiều lấy thuật pháp đổi anh, nhưng nóng lòng khoảng cách cần chém giết tu sĩ tự nhiên sẽ khai phát ra càng nhiều chiến đấu kỹ xảo. Nhưng phần này chiến đấu kỹ xảo theo thể tu thiên nhiên tu vi ràng buộc, cho nên cần lấy linh lực làm trèo chống mà thôi. Bất quá, thời khắc này Triệu Nguyên Sinh nhìn qua khói bụi, khóe miệng có chút cầu lên. Trước mắt Phương Trần, nhục thể của hắn tu vi cũng không có ràng buộc. Ngược lại, nhục thể của hắn thậm chí có thể trở thành thế gian mạnh nhất. Nếu là có thể nhưng Phương Trần kiến thức một chút chính mình đối nhục thân vận dụng kỹ xảo, chắc hẳn khẳng định sẽ học được thứ gì. Lại nói, Triệu Nguyên Sinh cho rằng, lệ phục như vậy điên là không thể nào giáo phương bụ loại vận này. Vẫn là để chính mình tới đi. Ngay tại Triệu Nguyên Sinh chờ đợi lúc, một đạo đỏ hồng sắc thân ảnh đột nhiên theo trong xương khói cấp tốc bắn ra, mang ra gần như rít lên giống như tiếng xe gió. Xeo đến đến, làm tiếng xe gió rơi xuống lúc, một cái bị xương đỏ bao khỏa nắm đấm trong chớp mắt tiếp cận Triệu Nguyên Sinh, cấp tốc phóng đại triệu nguyên sinh đã sớm chuẩn bị lập tức nâng lên nắm đấm cùng đối oanh ừm um, trâm muộn thanh âm cấp tóc chuyển khắp toàn trường triệu nguyên sinh tiếp được nắm đấm sau một khắc tâm niệm nhất động vô dụng kiếp lực xen ra là sợ bại lộ át chủ bài phương trần đồng tử có rụt lại lộ ra chấn kinh gia hòa này rõ ràng cũng là kim đan kỳ nhục thân vì sao lực lượng này có thể sử dụng mạnh hơn mình lập tức phương trần khác một nắm đấm lại lần nữa đánh tới hướng triệu nguyên sinh lại bị triệu nguyên sinh vận kình tiếp được theo sát lấy triệu nguyên sinh nhanh chóng vận khởi bắc thịt toàn thân lực lượng nhắc chân hung hăng đá hướng phương trần hạ bộ nhìn triệu nguyên sinh liêu âm thối phương trần chỉ có thể kích hoạt hậu thuẫn tiến hành ngăn cản ừm um, triệu nguyên sinh hoạt một cái trực tiếp đá vào phương trần hậu thuẫn lên trực tiếp đen đạp nát thay thế phương trần đồng tử có rụt lại người tổ sư này đối nhục thân chi lực vận dụng không khỏi quá mạnh phương trần nhục thân chi lực theo thượng cổ thần khu nguyên nhân tại không vận dụng kiếp lực lúc đã sau so tầm thường kim đan nhục thân cao một cái cấp độ nhưng triệu nguyên sinh vậy mà lấy phát lực kỹ xảo đem tầm thường nhục thân chi lực làm đến cao hơn chính mình ra nửa cấp độ lại tới áp chế chính mình thấy thế phương trần cắn răng bị bắt lại nằm đấm hắn một cái đầu chùy đánh tới hướng triệu nguyên sinh hắn vốn có thủ đoạn khác đối địch nhưng hắn không cam tâm muốn lại dùng nhục thân chiến thắng triệu nguyên sinh triệu nguyên sinh khuế miệng khẽ nhách không chút nghĩ ngợi cũng theo một cái đầu chùy bỗng nhiên đập ra đi ừm hai người đều là rên lên một tiếng nhưng phương trần sắc mặt rõ ràng muốn càng thêm khó coi Lần này, hắn biết được không thể lại cùng Triệu Nguyên Sinh so đấu nhục thân, chỉ có thể nhiều loại công kích thủ đoạn cũng ra, phóng tới Triệu Nguyên Sinh mặt. Triệu Nguyên Sinh lại lần nữa tiến hành linh xảo né tránh, lúc này còn tại nắm lấy Phương Trần tay không thả. Thấy thế, Phương Trần không chút nghĩ ngợi há mồm, hướng về Triệu Nguyên Sinh ít hầu hung hăng phun ra từng mụn từng mụn nước, đồng thời nhắc chân lấy liêu âm thổi đánh trả. Tại linh lực cùng nhục thân chi lực ra chỉ dưới, thì liên khẩu này nước cũng chợt cùng mũi tên giống như. Thấy thế, Lăng Tu Nguyên trực tiếp cười ra tiếng, hạ bộ, ít hầu đều là chỗ hiểm đây là tông môn luận võ hai người các người xuất thủ làm sao đều như thế âm hiểm nhổ nước miếng đeo tối, đây là thật không để ý tới người khác ánh mắt a à. nhưng lăng tu nguyên cảm thấy buồn cười triệu nguyên sinh lại không có chút cảm giác nào ngược lại hết sức hài lòng sau đó hắn buông ra phương trần tay lách mình tránh né phương trần công kích phi thân rút lui phương trần lập tức móc ra một đem phù lục đánh tới hướng triệu nguyên sinh trong lòng hung ác nói Liên ngươi sẽ dùng phù đúng không triệu nguyên sinh thấy thế cũng không ngoài ý muốn thận thế kích hoạt mặc lấy nội giác cùng đai lưng từng đạo từng đạo hộ cháo trực tiếp bắn ra ngoài lấy nhục thân của mình tăng thêm phát bảo phóng ngự nhóm này phủ lục dư xài nhưng hộ cháo đánh lúc đi ra triệu nguyên sinh sắc mặt rốt cục thay đổi không đúng phát bảo lực lượng làm sao giảm bớt suy nghĩ ra xuống phù lục liền nổ tung phanh đến đến triệu nguyên sinh trực tiếp bị phát nổ cái lớn cùng lúc đó tay vừa mới nhìn thấy phương trần bình yên vô sự xuất hiện còn cùng triệu nguyên sinh bắt đầu đối anh lúc mọi người xôn xao một mảnh cái này lực phòng ngự cũng quá mạnh cái này đều không bị thương sao tại nguyên sinh tổ sư như thế âm như thế dày đặc pháp bảo công kích tính là phương chân truyền phòng ngự thuật pháp cùng phòng ngự pháp bảo lợi hại hơn nữa nhục thân cũng sẽ nhận dư âm chấn động đó à hắn làm sao cùng một người không có chuyện gì một dạng chẳng lẽ nói phương chân truyền nhục thân đã đạt đến kim đan kỳ tầng thứ khí hắn thiên phú của hắn thật cứ như vậy mạnh sao tuổi còn trẻ nhục thân lại có thể tu đỉnh phong kim đan tầng thứ cái này quá kinh khủng à Bao nhiêu tu sĩ đều là bỏ ra trăm năm thậm chí hai trăm năm mới tu thành. Có thể phương trần vậy mà có thể tại tu tập nhiều như vậy thật pháp đồng thời, đem nhục thân luyện đến loại trình độ này. Quá mạnh, bất quá, không chờ mọi người kinh thán kết thúc. Triệu Nguyên sinh tiếp xuống liêu âm thối, phương trần nổ nước miếng, cũng đánh tới một nửa móc bùa lục, đều bị mọi người sững sờ. Tuy nói tất cả mọi người là thân kinh bách chiến, biết được sinh tử chiến đấu lúc, khẳng định là cái gì tốt dùng dùng cái gì. Nhưng chẳng diện này, hoàn toàn chính xác cũng chưa từng thấy qua. Sân đầu võ làm phương trần đập ra phù lục về sau gặp triệu nguyên sinh mở dùng pháp bảo khuế miệng có chút câu lên những ngày qua phương huệ không biết nhận lấy cái gì kích thích tu vi à, à ở tăng đã đạt đến chút cơ ngũ phẩm tầng thứ độc lợi chi lực tự nhiên cũng đạt tới cái này tầng cấp vừa mới phương trần đối phó triệu nguyên sinh lúc tự nhiên không thể nào chỉ riêng nhổ nước miếng hắn còn dùng độc lợi chi lực hủ thực triệu nguyên sinh kim đan kỳ nội giáp độc lợi chi lực là có thể ăn mòn tiên khí tồn tại cực nó cao thâm mà chắc nếu là triệu nguyên sinh giờ phút này vẫn là đại thừa tu vi mà nói vậy dĩ nhiên sẽ phát giác được dị thường nhưng đối phương tự phong tu vi tăng thêm còn một mực nắm lấy phương trần không thả tự nhiên cho hắn cơ hội thừa lúc vắng mà vào bất quá nhưng phương trần tuyệt đối không nghĩ đến chính là tại nổ tung khói bụi tán đi về sau triệu nguyên sinh vậy mà bình yên vô sự lồng tóc không thương thấy thế phương trần sợ ngây người ta đi ngươi dạng này không hợp lý á ngươi thật sự là kim đan lục phẩm sao đúng lúc này phương trần trong đầu đột nhiên vang lên triệu nguyên sinh thanh âm phương trần người rất không tệ vừa mới ta khí linh bị hủ dọa cho nên không cẩn thận đem người những cái kia sắp công kích trên người ta linh lực thổi tan nguyên nhân chính là như thế là ta thua phương trần thật là không cẩn thận thổi tan sao ta cảm giác người đang gạt ta theo sát lấy triệu nguyên sinh lại nói có điều ta không nghĩ là nhanh như thế kết thúc cho nên ngươi yên tâm sau đó ta sẽ áp chế ta khí linh nhưng hắn đừng xuất thủ ngoài ra ta cũng sẽ không lại sử dụng pháp bảo mà ngươi cũng không muốn che giấu lấy ra thượng cổ thần khu cùng ta đánh chân chính thượng cổ thần khu vừa mới nói xong phương trần ngây ngần cả người khó có thể tin nhìn lấy triệu nguyên sinh hắn làm sao lại biết mình người mang thượng cổ thần khu triệu nguyên sinh cười hắc hắc đừng nhìn ta như vậy ta cùng lăng tu nguyên thuở nhỏ quen biết ta từ vừa mới bắt đầu không có ý định đến báo thù ngươi vừa mới bất quá là diễn xuất thôi không tin ngươi nhìn lăng tu nguyên cười thành dạng gì nghe vậy phương trần thần thức quét qua trông thấy lăng tu nguyên nụ cười rực rỡ lúc lâm vào trầm mặc triệu nguyên sinh lại nói tốt tới đi vận dụng người kiếp lực không cần lo lắng người khác sẽ phát giác có lăng tu nguyên tại đủ để che đậy khí tức thấy thế phương trần hít sâu một hơi đã triệu nguyên sinh đều đem nói được phân thượng này chỉ có thể đáp ứng đúng tổ sư sau đó phương trần làm dáng thể nội kiếp lực dần dần dâng lên cảm nhận được thiên uy tiến đến triệu nguyên sinh chậm rãi hít một hơi lộ ra thần sắc hưng phấn cùng ý chí chiến đấu dày đặc lao cái kia thượng cổ thần khu hắn là trải nghiệm không được nữa nhưng cái này cái trẻ tuổi luôn có thể thể hộ một chút đi suy nghĩ rơi xuống phương trần đạp mạnh mặt đất phóng tới triệu nguyên sinh trong tay kiếp lực như sóng lớn đại chiều sôi trào mãnh liệt phóng tới triệu nguyên sinh oanh đột nhiên triệu nguyên sinh trước người một khe hở không gian bỗng nhiên xẻ rách một khỏa giọt nước từ đó chui ra dùng nhu hòa lực lượng bao lấy phương trần nắm đấm phương trần công kích chỉ một thoáng bị hóa giải đồng thời cảm giác được một cỗ nhẹ nhàng lực lượng từ giọt nước bên trên truyền đến cũng nhanh chóng truyền khắp toàn thân mình phương trần nhất thời có một loại ầm ầm áp áp giống như ngâm trong suối nước nóng thoải mái dễ chịu cảm giác toàn thân các nơi thống khổ tức thì bị cùng nhau tiêu trừ cùng lúc đó triệu nguyên sinh thì là lộ ra chấn kinh trí cực thần sắc chính mình vừa mới vậy mà hoàn toàn chưa kịp phản ứng nếu không phải là mình sớm đề phòng mất mặt lưu lại một tay nhưng khí linh tại chính mình gánh không được thời điểm xuất hiện mình bây giờ đã bị đánh bay Nghi đến chính mình vừa mới kém chút tông môn đệ nhắc cái bị đệ tử đánh bay tổ sư triệu nguyên sinh liền nghĩ mà sợ trí cực đồng thời trong lòng lấy qua một cái ý niệm trong đầu thượng cổ thần khu không khỏi quá mạnh cửu trở bị chết không oan à lăng tu nguyên thấy thế khẽ gật đầu của nhiên kiếp lực cũng là như thế không giảng đạo lý mà tại lúc này sân đầu võ mọi người nguyên một đám mắt lộ xem thường nhìn về phía người bên cạnh trao đổi ánh mắt ao tại tự mình truyền âm đánh không lại thì kêu khí linh đúng không thật không biết xấu hổ anh người tổ sư này đã trở lại gây khán giả dư bạch diễm thì là nhìn về phía bên người hàm vô miên sắc mặt trắng bạch hàm vô miên chừng lấy đen đánh hốc mắt nhìn về phía dư bạch diễm nhưng hai người đối mặt nửa ngày đều không há mồm dư bạch diễm truyền âm ngươi không nói lời nào hàm vô miên ngậm chặt miệng dư bạch diễm vậy ta cũng không nói giờ phút này đứng trên lôi đài chịu nguyên sinh nghĩ mà sợ sau đó chính là kinh thán thượng cổ thần khu không hổ là cái này linh giới chưa bao giờ xuất hiện qua đỉnh cấp công pháp uy lực của nhiên vô địch mà lại giờ phút này triệu nguyên sinh trong lòng còn dâng lên mấy cái phần mong đợi phải biết bây giờ tu luyện thượng cổ thần khu phương trần thế nhưng là bọn họ đạm nhiên tông thiên kiêu mà lại phương trần tự mình còn cực kỳ nỗ lực liền thủy hệ thuật pháp đều có thể luyện tới lô hỏa thuần thanh trình độ trọng yếu nhất chính là phương trần đầu óc vô cùng bình thường bởi vậy có thể thấy được tương lai đều có thể cùng lúc đó thời khắc này phương trần cực kỳ khoan khoái Triệu Nguyên Sinh trước người xuất hiện viên kia giọt nước, đã lặng yên dung nhập trong thân thể của hắn, mang tới không chỉ là một cỗ liệu càng thân thể của hắn tất cả hao tổn cùng đau xót, càng quan trọng hơn là một cỗ cực kỳ khủng bố linh lực dòng nước lụ, ngay tại cọ rửa hắn mỗi một cái khiếu huyệt cùng kinh mạch. Đây là Triệu Nguyên Sinh biểu tạo, bất quá, chính là cái này biểu tặng Phương Trần không tiếp nổi mà thôi. Cái này linh lực cọ rửa xong sau, không có nửa điểm lưu lại cảm thụ được cái này tơ lụa chảy vào chính mình thân thể lại bởi vì tự thân tư chất tu luyện mà tơ lụa chảy đi ra linh lực phương trần không khỏi giật mình lập tức đau lòng trí cực dâng lên một cái ý niệm trong đầu nghiệp trường a à? tinh thuần như vậy linh lực hoàn toàn là nhất lưu bảo bồi hiện tại cho hết lãng phí giọt nước biến mất về sau vết nước chậm rãi khép lại khép lại trước một đạo ánh sáng nhạt bay ra rơi vào triệu nguyên sinh thân thể cảm thụ được đạo này ánh sáng nhạt lên khí tức quen thuộc phương trần sững sờ lập tức minh ngộ tới cái này khí tức quen thuộc đến từ lăng tổ sư chắc là lăng tổ sư vụng trộm ra tay thay triệu tổ sư giải trừ tu vi gông xiềng sau đó vết nứt không gian khép lại lôi đài hộ trào cũng theo biến mất thời khắc này triệu nguyên sinh đã thu hồi tư thế nhìn lấy phương trần bên ngoài thân kim đa lục phẩm khí tức tiêu tán không còn thay vào đó là đại thừa kỳ như mặt trời như núi cao giống như rộng rãi rộng lớn khí thế khủng bố bất quá có khí thế này đến phương trần trước mặt liền lặng yên tiêu tán đây cũng là một loại chiếu cố nhìn lấy triệu nguyên sinh tuấn lãng xuất khí lại mỉm cười nhìn qua khuôn mặt của mình phương trần cảm khái đây cũng quá đẹp trai tổng cho mình một loại chính đang soi gương cảm giác bất quá triệu nguyên sinh khí thể đến phương trần trước mặt là tiêu tán nhưng lại không chút lưu tình khuếch tán đến toàn trường mỗi trong khóc ngõ ngách hoa đền đến phẳng phất bị vô hình gió thổi qua đồng dạng toàn trường chỉ một thoáng hoàn toàn tĩnh mịch liền tự mình truyền âm nói thì thầm người cũng bị mất không phải bọn họ đã mất đi truyền âm năng lực mà chính là đề không nổi dũng khí Lăng Tu Nguyên thấy thế, một bên thay Lăng Huyền Nhi tiêu trừ khí thể, một bên bật cười, vừa giúp hắn giải trừ tu vi gông xiềng liền dùng khí thể trấn nhiếp người khác, cái này còn nói không quan tâm người khác đánh giá. Sau đó, Lăng Tu Nguyên lại đối phương trần truyền âm, đầu óc người thông minh, thay người hòa lợi tổ sư nói hai câu lời hữu ích, hiện tại trong tông môn đoán chừng không ít người mắng hắn lòng dạ hẹp hòi. Chờ người giúp hắn nói xong, ta thay người muốn chút trả thù lao. Chỉ nghe được tổ sư phương trần tâm lý cảm giác, phần trăm hạt xì tắc thu triệu nguyên sinh linh lực về sau tuy nhiên không có tác dụng gì nhưng là tình ý hắn là nhận được cho nên hắn vốn là cũng là nghĩ thay triệu nguyên sinh nói chuyện nhưng hắn không nghĩ tới thu trả thù lao vẫn là lăng tổ sư hung triệu nguyên sinh trấn nhiết toàn trường về sau liền chậm rãi cười nói phương chân truyền lần này giao đấu đến đây là kết thúc là bản tọa thua thấy thế mọi người cúi đầu im lặng im ắng cả tòa sân đấu vó duy có tiếng gió quét ngược lại là tại đạm nhiên tông các phong bên trong truyền đến tiếng nghị luận Nguyên sinh tổ sư hẹp hòi về hẹp hòi, nhận thua ngược lại là thật mau. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, dùng nhiều như vậy pháp bảo đã là ăn vạ, hiện tại lại mời ngoại viện xuất thủ, cái này không nhận thua trở lấy làm gì. Ai, vẫn là đau lòng bên ta bụi sư huynh, thật tốt một lần bài tế tổ tiên nghi thức, bị pha trộn thành dạng này. Thôi đi, nói đến phương lão cổ là vật gì tốt một dạng, hai cái đều không phải là người tốt. Ôi, có người tại thiên thê lên, bị phương sư huynh thổi khẩu khí liền dạ đến sợ chết khiếp, kém chút không có khóc lên, nhưng người kia là ai ta không nói hỗn đản người muốn chết đúng không mà giờ khắc này phương trần nhìn lấy triệu nguyên sinh nhận thua lập tức ôm quyền hành lễ nói đa tạ tổ sư chỉ điểm nếu không phải tổ sư có ý nhận chiêu dốc túi dạy dỗ đệ tử nhất định không thể lâm trận lính ngộ nhục thân chi lực kỹ xào sử dụng càng không thể làm đến chiến đấu lực hiện trường bay vụt vẫn là tổ sư yêu mến đệ tử lệnh đệ con lấy được chỗ ích không nhỏ đa tạ tổ sư vừa mới nói xong triệu nguyên sinh sửng sốt trong lòng vô ý thức nghi đến cái này phương trần cái gì thời điểm lĩnh ngộ được ta làm sao một điểm cũng nhìn không ra đến hắn vừa mới không phải bằng vào thượng cổ thần khu chi lực chiến thắng chính mình sao bất quá một giây sau triệu nguyên sinh liền kịp phản ứng nhìn lấy phương trần ánh mắt biến đến nhu hòa đứa nhỏ này là đang vì mình suy nghĩ á à? mà tại phương trần cái này vừa nói lúc toàn trường sững sờ chợt kinh ngạc nhìn về phía phương trần trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu tạm nhiên tông rồi trá như vậy sao chúng ta nên sẽ không tới đức thánh tông à chân truyền thiên kiêu thắng còn cần vuốt mong ngựa liên thật lời cũng không thể nói đây cũng quá hắc ám tu tiên rời xong lúc này tự nhiên có một tên cầm y lão giả và người xung quanh nhỏ giọng nói không đúng cái này phương trần tự hồ là nói thật cái này nguyên sinh tổ sư nhìn như khắp nơi nhằm vào nhưng nếu thật tra cứu kỹ càng kỳ thực khắp nơi lưu thủ có ý chỉ điểm trong đó lấy lúc trước hai người sát người vật lộn lúc rõ ràng nhất nguyên sinh tổ sư đối pháp bảo vận dụng có thể nói là tương đương thuần thục nhưng ở hai người cận thân lúc hắn lại từ đầu tới đuôi không có thi triển pháp bảo của hắn chỉ là dùng nội giác phòng ngựa một phen phải biết thật nghĩ âm người, trong mồm dầu cái pháp khí phi tiêu, không tính và xét khó á. Liên dòng với Phương Trần truyền đột nhiên móc ra một tay phù lục bình thường. Mà lại, hai người sau khi đánh xong, Phương Trần sau cùng làm cho nguyên sinh tổ sư mời ra ngoại viện lực lượng, cũng là thuần túy nhục thân chi lực, thậm chí ngay cả thần tướng Khải cũng không có đụng tới. Dựa theo lẽ thường tới nói, Phương Trần vừa mới sát người vật lộn bị nguyên sinh tổ sư khắp nơi áp chế, trong thời gian ngắn, nói nhục thân chi lực lý nên không thể nào làm được chuyển bại thanh thắng trình độ á. Cho nên, ta đã biết, hắn có thể lấy nhục thân chi lực chiến thắng nguyên sinh tổ sư toàn theo phương trần đạt được chỉ điểm nhanh chóng lĩnh ngộ được vận dụng nhục thân chi lực hoàn toàn mới kỹ xảo khí vậy ta đã hiểu ta tất cả đều đã hiểu trang tỷ đấu này từ đầu tới đuôi đều là diễn xuất cho nên nguyên sinh tổ sư mới cố ý già trang ra một bộ tính toán chi lý bộ dáng bức phương trần dùng hết toàn lực cái này nha mới có thể làm phương trần thật lĩnh ngộ được chiến đấu kỹ xảo kỳ thực hắn dụng tâm lương khổ tất cả đều là bởi vì phương trần nỗ lực a à. Mà Phương Trần cũng không hổ với thiên kiêu danh tiếng, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà thật lính ngộ được nhiều như vậy, thật quá lợi hại. Thanh âm si sao bàn tán cực thấp, nhưng ở người hữu tâm bắt giới, căn bản không chỗ ẩn tàng. Khi bọn hắn nghe được người này phân tích, lại phục quận lúc trước triệu nguyên sinh xuất thủ, tỉ mỉ suy tư, liên hệ trước sau mới rất mình. Đối phương nói tựa hồ đều là thật, triệu nguyên sinh hoàn toàn chính xác lưu thủ. Phải biết, Phương Trần trước sau biểu hiện ra nhục thân chi lực, cũng xác thực tồn tại khác biệt, nói rõ cũng là như Phương Trần chính mình nói, có lĩnh ngộ mới có đột phá. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn về phía Triệu Nguyên Sinh ánh mắt cũng thay đổi. Người tổ sư này, vì đệ tử, không khỏi hy sinh nhiều lắm. Muốn là Phương Trần tính toán điểm, không chủ động lời nói ra, hắn chẳng phải là muốn một mực mang tiếng xấu. Giờ khắc này, Triệu Nguyên Sinh hình tượng nhất thời phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Cùng lúc đó, Cẩm Y lão giả chính lặng lẽ lui về phía sau, đi đến trong góc về sau, liền cho Lăng Tu Nguyên truyền âm nói: "Tổ sư, có thể" Lăng Tu Nguyên khẽ gật đầu, đồng thời rút về vì tăng cường sức thuyết phục mà thả ra huyễn thuật. Cái này huyễn thuật theo màu vàng tường vân bay tới thời điểm, liền theo có thể mang đến khoái lạc đại tự tại hoan du trận cùng một chỗ gieo. Lần này thao thao bất tuyệt phân tích tới quá bất ngờ, có loại cố ý tẩy trắng hiềm nghi, rất dễ dàng tạo thành phản hiệu quả. Vì đạt được mọi người tin phục, Lăng Tu Nguyên chỉ có thể mạo hiểm thêm điểm huyễn thuật. Về phần tại sao làm như vậy, rốt cuộc Triệu Nguyên sinh chính mình khi dễ coi như xong, không thể thật làm cho người một mực nói hắn lòng dạ hẹp hòi sau đó phương trần cùng triệu nguyên sinh liền xuống lôi đài dư bạch diễm tiến lên phát tay áo chữa trị bị triệu nguyên sinh phát bảo nổ mất mô lôi đài cùng sử dụng một nghìn hai trăm chưa kể rõ vừa mới quyết đấu là như thế nào đặc sắc tuyệt luân sau đó lại dùng năm nghìn chữ trình bày bách phong thi đấu nguyên do cũng tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu toàn tông nhất thời nhiệt liệt chính thức xốc lên bách phong thi đấu mở màn cho chúng ngoại tông khách mời theo xích tôn sơn tán đi về sau chân trời đã mặt trời treo trên cao chính thức hừng đông lăng tu nguyên thì là cùng lăng huyền nhi đến chân núi lăng huyền nhi còn muốn đi cùng trương hòa phong tu luyện chỉ có thể trước đưa lăng tu nguyên về Ánh quang hồ sơn lấy thân phận của hắn không quá thích hợp đợi tại xích tôn sơn lăng huyền nhi đem lăng tu nguyên đưa đến Ánh quang hồ sơn chỗ nghỉ của về sau liền vội vàng trở về xích tôn sơn sợ đến trễ lăng tu nguyên nhìn lấy lăng huyền nhi bóng lưng xoay người một cái liền từ ánh quang hồ sơn đi tới xích tôn sơn gặp qua tổ sư làm lăng tu nguyên vừa xuống đất bên tai liền chuyển đến phương trần dư bạch diễm thanh âm kết thúc giao đấu về sau lăng tu nguyên liền để hai người này tại phương trần động phủ chờ mình hắn muốn xử lý một chút xích tôn thiên thê vấn đề đợi xử lý xong xích tôn thiên thê về sau hắn lại đem triệu nguyên sinh kêu đến lăng tu nguyên thản nhiên nói đi vào đi nói xong lăng tu nguyên dẫn trước đi vào đúng phương trần cùng dư bạch diễm đi theo vào vừa vào cửa bị anh nắng chiếu lên trong suốt giống như một vũng bích thủy hồ nước bên cạnh chính có một đầu hắc bạch yêu hồ nằm sấp ở phía trên đầu một cái nhánh cây chính chuyển động rực lời nhắc nói vào một chút cái chán, ta chỗ này bị Trần Ca làm đến còn chóng đây. Nhất Thiên Tam dùng nắm đấm của mình để lấy giúp hung đầu, tự giác chuyển động. Được rồi, hồ tổ, cái này lực đạo có thể chứ? Có thể. Sư khung nhắm mắt gật đầu. Vào cửa ba người chính là một mặt ngưng trọng suy nghĩ xích tôn thiên thê vấn đề. Kết quả nhìn thấy một cái nhánh cây tại trò láo hồ xoa bóp lúc, nhất thời cùng nhau rơi vào trầm mặc. Mà rực khung cảm giác tựa hồ có người đến, một con mắt híp, con mắt còn lại nửa mở mở, nhàn nhàn miễn cương liếc liếc một chút, tập vào mi mắt là thanh tú tông chủ nho nhã tổ sư châm mọc phương trần dư khung lúc này quá sợ hãi vội vàng bán mái kiến tổ sư mái kiến tông chủ tiếp lấy lại vội vàng bắt lấy nhất thiên tam nói nhất thiên tam mau nói tổ sư tốt tông chủ tốt nhất thiên tam không chút nghĩ ngợi nói tổ sư tốt tông chủ tốt phương trần thấy thế tuy nhiên cảm thấy mất mặt nhưng cũng không thể không nói dư khung tuy nhiên ưa thích lần âm một nghìn ba nhưng dạy đến cũng xác thực rất dụng tâm muốn đội hơn mười ngày trước nhất thiên tam khẳng định phải chân thành đặt câu hỏi tông chủ là ai nhũ danh a mê mờ lăng tu nguyên đối với dực hung ư một tiếng nhìn qua hai lần nói yêu tổ chứng tiêu hóa xong sao đưa cho ngươi linh trà ngươi là tính toán đợi đại thừa lại uống sao nhàn rỗi không chuyện gì không tu luyện lên chọc ghẹo nhất thiên tam dực hung cúi đầu đàng hoàng nói ta sai rồi tổ sư lăng tu nguyên vừa nhìn về phía nhất thiên tam ôn hòa cười một tiếng dáng rất không tệ so với lần trước tốt hơn nhiều nhất thiên tam chân thành nói tổ sư đều là phương trần công lao lăng tu nguyên khẽ vuốt cầm không tệ vậy ta tiến vào tổ sư gặp lại, lập tức, lăng tu nguyên đi vào đại sảnh. Dư bạch diễm thì là cười cười, đi theo đi vào. Phương Trần đuổi theo lúc, đi qua dược khung bên cạnh liền chỉ trích nói. Thật mất mặt, dược khung một mặt hổ thẹn cũng nhỏ giọng nói. Tuy nhiên nhưng là, ta không phải người A. Nhất thiên tam nặng lẽ nhẹ nhàng phụ họa nói. Ta cũng không phải. Phương Trần, cút, Phương Trần đến đại sảnh về sau, gặp Lăng Tu Nguyên nhắm mắt lại, trong tay linh quang không ngừng, phảng phất tại tìm kiếm cái gì, sau đó không dám đánh nhiễu, cẩn thận từng ly từng tí ngồi đến dư bạch diễm bên cạnh. Tổ sư chỉ là đang trai nhìn xích tôn thiên thê tình huống, ngươi không cần khẩn trương. Dư bạch diễm truyền âm nói, Phương Trần, thì ra là thế, đa tạ tông chủ nhắc nhở. Dư bạch diễm tiếp lời hiếu kỳ hỏi, nhành cây kia là người yêu sủng sao? Phương Trần sững sờ, chợt nói, anh đúng, hắn gọi nhất thiên tam. Dư Bạch Diễm nhìn lấy Lăng Tu Nguyên đối nhất thiên tam thân thiết như vậy, thậm chí so đối bọn hắn đám này dài láo tông chủ còn thân hơn cắt, hắn đã cảm thấy nhất thiên tam nhất định bất phàm, nghi đến khen hai câu. Bất quá, lời đến khóe miệng, hắn cũng tạm thời tìm không thấy cái gì khích lệ điểm, chỉ có thể cười nói. Không tệ, có thể bị dược không phải đi, chắc hẳn cũng là đàng hoàng tính tình, dưỡng loại này yêu sủng so sánh bớt và sức. Phương Trần luôn cảm giác Dư Bạch Diễm tại mịt mở nói nhất thiên tam mốc, gượng cười hai tiếng. Đúng, Dư Bạch Diễm lại không tìm được gì để nói nói. Đúng rồi, Nhất Thiên Tam Danh tự tự hồ không dễ nghe, nó sẽ không nhà muốn thay đổi tên sao? Phương Trần nhắc thời tâm lý thầm nghĩ, lão dư đây là tại ám phúng tiểu trích sao? Sau đó, Phương Trần đáp lại nói, ha ha, sẽ không. Dư Bạch Diễm hơi tiếc nuối, lại tiếp tục gật đầu nói, hoàn toàn chính xác đàng hoàng. Sau đó, Lăng Tu Nguyên mở to mắt, nhìn về phía Phương Trần cười cười nói, kết thúc nhập sơn đại điển, cảm giác như thế nào? Phương Trần có chút câu nệ lại cẩn thận từng ly từng tí nói ra, con có thể, dư bạch diễm không khỏi ý vị không rõ lầm phương trần liếc một chút lăng tu nguyên gặp phương trần khó như vậy đến câu nệ trực tiếp vui vẻ ha ha thăng đá đều sập cái này gọi còn có thể sao phương trần thấy thế hổ thẹn đến cùng vừa mới rước hung một dạng nói nạch cái này tổ sư ta cũng không phải cố ý ta kỳ thật cái gì cũng không biết lăng tu nguyên cười ha hả nói ta biết người cái gì cũng không biết cho nên không cần như thế sợ hãi lại nói hiện tại thăng đá sập sao ngươi sợ hơn người còn nhiều rất nhiều ngươi nói đúng đi bạch diễm dư bạch diễm trên nốt mồ hôi lạnh đều xuống là tổ sư phương trần lăng tu nguyên lại nói đen tình huống bên trong đều nói một câu đi cái thang khi nào sập có phải hay không tại ngươi đang đỉnh đạt được xích tôn cảm mộ sau liền sập phương trần nghe vậy nhất thời cứng đờ hai người kinh ngạc cái này phản ứng gì lập tức lăng tu nguyên nhiều mày có một loại dự cảm bất tường gia hỏa này sẽ không phải làm sập xích tôn thê về sau lại ngay cả cảm mộ cũng không có được á vậy hắn chẳng phải là to công bận rộn một ngày phương trần lúng ta lúng túng nói ngạch cái này ta còn chưa kịp đăng đỉnh cái thang liền sập nghe vậy dư bạch diễm kinh ngạc lên tiếng người ở bên trong lâu như vậy còn không có đăng đỉnh sao xích tôn thiên thê hai ngày này ra sân thời gian chỉ sợ là bao năm qua bỏ ra tràng thời gian tổng cộng còn phải có bao nhiêu hơn liền đã lâu như vậy phương trần còn không có đăng đỉnh nói đùa cái gì lăng tu nguyên vậy người đến cùng đi mấy cấp phương trần ánh mắt trốn tránh ngạch cái kia không đến 99 mươi cấp dư bạch diễm nhất thời thở dài một hơi như thế tiếp cận đăng đỉnh cái kia đây chính là chỉ kém mấy cấp sự tình thật đáng tiếc a à. nhưng lăng tu nguyên lại cảm thấy không thích hợp lập tức tăng thêm ngữ khí hỏi cụ thể bao nhiêu thay thế phương trần vội vàng vội ho một tiếng đang hoàng nói tam giai lăng tu nguyên dư bạch diếm